Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Đây là giải thích cho chúng ta vô sanh pháp nhẫn là gì. Danh từ này tôi tin rằng rất nhiều đồng học đều biết, nhưng rất ít người có thể nói một cách rõ ràng, một cách thấu đáo. Đây là một cơ hội. Vô sanh pháp nhẫn, lược nói là vô sanh nhẫn. Người Trung Quốc thích nói đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Tuy là đơn giản nhưng ý nghĩa phải rõ ràng, phải đầy đủ. Đây mới là văn chương hay, ngôn ngữ hay. Vô sanh nhẫn, điều này đã giải thích cho chúng ta, giải thích rất hay. Chân trí an trú nơi thực tướng lý thể, bất động vô sanh vô diệt, gọi đó là vô sanh pháp nhẫn. Từ đó có thể biết nhẫn nghĩa là bất động, nhẫn nghĩa là khẳng định. Nhận cũng có nghĩa là chúng ta thừa nhận, không nghi hoặc đối với nó. Đây gọi là nhận. Vô sanh pháp nhận, Phật nói với chúng ta về thật tướng các pháp. Chân tướng là gì? Chân tướng là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Hai câu nói này chúng ta tỉ mỉ nghiền ngẫm một chút. Nếu như nói tất cả pháp không sanh, không sanh đương nhiên là không diệt. Hai chữ bất diệt này nói không có ý nghĩa gì nữa. Bất sanh đương nhiên là bất diệt rồi, vì sao phải nói bất sanh sau đó còn nói bất diệt? Bất sanh mà sanh, diệt mà bất diệt. Thêm hai chữ này nữa thì ý nghĩa đã khác rồi. Trên thực tế bất sanh bất diệt chính là ý nghĩa như vậy. Là hiện tượng gì? Phật ở trong kinh thường thường dùng mộng để làm ví dụ. Đây là ví dụ mà trong kinh giáo dùng nhiều nhất. Mộng huyễn bào ảnh, bốn chữ này đều là ví dụ. Nhưng trong mộng là ví dụ thứ nhất, là ví dụ chủ yếu. Ba thứ khác đều là làm nền, có thể dùng, có thể không dùng. Có hay không cũng không sao, quan trọng nhất là mộng. Mộng, mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Mộng phải chăng vô sanh mà sanh? Suy nghĩ xem cảnh giới của mộng. Sau khi tỉnh lại rồi, phải chăng là không diệt mà diệt, không sanh mà sanh, không diệt mà diệt? Cho nên thật sự không có sanh diệt. Tất nhiên cả những cảnh giới tướng là huyễn tướng. Trong con mắt của chư Phật Bồ Tát, nhìn những hiện tượng này, tướng tức phi tướng,
Phi tướng tức tướng. Các nhà khoa học hiện tại, sau này Niệm lão cũng có nói đến, ông ấy là người học khoa học, cũng tiếp dẫn những báo cáo của các nhà khoa học lượng tử. Khiến chúng ta dễ dàng cảm xúc được là hiện tượng vật chất. Tiền ngũ căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có thể cảm giác được đều là vật chất. Sắc tướng là thứ mắt nhìn thấy, là hiện tượng vật chất. Thanh tướng là thứ tai nghe được, cũng là hiện tượng vật chất. Khí vị có thơm, có hôi, là cảnh giới mà mũi ngửi được, vẫn là hiện tượng vật chất. Mùi vị mà lưỡi nếm được, thứ thân xúc chạm được, quý vị xem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là vật chất. Đối tượng mà nó tiếp xúc được ở bên ngoài cũng là vật chất. Ngũ dục lục trần, ngũ dục là tài sắc danh thực thụy, là hiện tượng vật chất. Trong Phật pháp gọi nó là lục trần. Sắc thanh hương vị xúc là hiện tượng vật chất. Ý căn tiếp xúc được là hiện tượng tinh thần. Ý thức thứ sáu gọi là pháp trần. Cảm thọ, tư duy tưởng tượng của chúng ta thuộc về hiện tượng tinh thần. Đều không phải là thật. Nó từ đâu mà có? Chúng ta dùng cách nói của các nhà khoa học là từ ý niệm mà có. Ý niệm là cơ sở của những hiện tượng này. Nếu như không có ý niệm, những hiện tượng này đều sẽ không phát sinh, đều sẽ không tồn tại. Các nhà khoa học nói với chúng ta, ý niệm là cơ sở của hiện tượng vật chất. Trong Phật pháp Đại thừa, ý niệm năng sanh chính là mạt na. Mạt na là ý niệm. Chuyển tướng trong ba tế tướng, tức là chuyển biến, có ý niệm trước, sau mới chuyển biến làm cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng chính là vật chất. Ba tế tướng nói là nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nói rõ điều gì? Nói rõ tất cả pháp bất sanh. Vì thế tất cả pháp chúng ta không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Quý vị nói nó không có thì tướng này ngay trước mắt quý vị, làm sao mà không có được? Quý vị nói nó có
Nó đích thực không sanh không diệt. Nó đích thực là bất khả đắc. Tất cánh không bất khả đắc. Đây gọi là thật tướng các pháp, cũng tức là nói chân tướng của tất cả pháp. Quý vị thật sự thừa nhận rồi, điều Phật nói với quý vị ngày nay các nhà khoa học cũng chứng minh được rồi. Chúng ta thừa nhận lời Phật nói là thật, không phải là giả. Biết được tất cả pháp dụng bất sanh, hiện tiền vẫn là bất sanh. Đây là gì? Đây là trí tuệ chân thật. Trí tuệ khẳng định sự thật này. Cho nên chân trí an trú nơi thật tướng lý thể bất động, vô sanh vô diệt. Quý vị đối với sự việc này hiểu rồi, thấu tỏ rồi, không còn nghi hoặc nữa, không còn dao động nữa. Đây chính là nhẫn. Nhẫn này gọi là vô sanh pháp nhẫn. Chứng đắc vô sanh pháp nhẫn là người nào? Thông thường nói là thất địa trở lên, tam địa thất bát cửu là chứng vô sanh pháp nhẫn. Địa vị này cao rồi. 51 địa vị, đây là cao nhất, tầng cao nhất, 6 tầng cao nhất. Thất địa là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm vô sanh pháp nhẫn, cửu địa là thượng phẩm. Nhìn thấy chân tướng sự thật rồi, lại hướng lên nữa, khế nhập cảnh giới tịch diệt nhẫn. Biết được khắp pháp giới, hư không giới, thanh tịnh tịch diệt, tướng đại bát niết bàn. Bát niết bàn ở đâu? Bát niết bàn ở ngay hiện tại. Thập địa Bồ Tát chứng được rồi, chúng ta ở ngay trước mặt không nhận thức được. Mê thất tự tánh, thập địa Bồ Tát hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác Bồ Tát trung phẩm tịch diệt nhẫn, diệu giác Phật quả thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Chúng ta tin rằng chư Bồ Tát trong mười phương thế giới, nghe đến danh hiệu của A-di-đà Phật, đích thực là có thể nói từ sơ tín vị đến diệu giác vị, tất cả đều có. Đẳng cấp của Bồ Tát không giống nhau. Nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật chắc chắn giúp họ nâng cao.